Rồi xin chào toàn thể các bác nhé. Hàng hôm nay về quá đẹp quá xịn. Em phải lên video ngắn để giới thiệu cho tất cả các bác về các mẫu áo quạt điều hòa. Hàng tốt nhất thị trường đó, hàng áo quạt điều hòa hàng Nhật Bản các bác nhé. Và với công nghệ Hanetic chống tra bin cực kỳ tốt đó. Với dòng quạt hôm nay em giới thiệu cho bác về 4 cái mẫu quạt đấy, từ hàng bình dân đến những cái mẫu quạt hàng cao cấp, để các bác có thể lựa chọn đó. Hàng rẻ có, hàng đắt có, bên em đều có cho bác nhé. Và hàng bên em hôm nay về đủ size, đủ thông số cho bác đó. Khuyến mại cực kìa sốc nhé đấy. Mọi năm các bác mua những cái mẫu này thì nó sẽ rơi vào tầm 800 đến hơn 1 triệu. Và trong ngày hôm nay thì bên em đang có chương trình giảm giá cực kìa sốc cho tri ân khách hàng đấy, trong clip ngắn ngày hôm nay. Vậy bác nào đang quan tâm đến những cái mẫu áo quạt điều hòa để làm mát cơ thể của các bác cố gắng theo dõi hết clip của em ngày hôm nay để có thể lựa chọn cho mình một trong những dòng áo quạt điều hòa hàng Nhật Bản của bên em. Và em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một, mẫu nào thì em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính các bác nhé. Đó, hàng hôm nay em giới thiệu đầu tiên là mẫu hàng Kenko. Với hàng Kenko là hàng dòng công nghệ Nhật Bản, hàng cao cấp nhé, được truyền hình đấy, truyền hình Việt Nam giới thiệu rất nhiều rồi. Hàng Kenko đấy, một bộ của nó sẽ gồm hai chiếc quạt này, hai chiếc quạt và pin đầy đủ cho bác. Và clip này khi bác mua hàng Kenko sẽ được tặng kèm cho bác là hai túi đá khô nhé. Với hàng Kenko là quạt năm nay là quạt 5 cánh nhé, quạt 5 cánh DC 5 cánh không trở than, và quạt sẽ là 22V đó, 22V. Và pin của nó là Baromax đấy, gấp dung lượng lên gấp đôi những cái dòng thông thường, và pin chạy cực kỳ khỏe các bác nhé. Với hàng Kenko đó, với dung tích cực kỳ khủng đó. Với hàng Kenko này sẽ gồm hai quạt này, dây nguồn này và pin của nó đầy đủ cho bác. Dòng Kenko là một hàng thương hiệu thì cực kỳ bác chắc bác nào cũng biết tới đấy, được đài truyền hình Việt Nam giới thiệu rất chia nhiều. Với dòng Kenko này đấy, một bộ của nó đấy, pin cực kỳ xịn sò các bác, cầm cực kỳ đầm tay. Và hàng Kenko này có hai cổng nhé, cổng da và cổng vài cho bác, đầy đủ cho bác này. Đấy, chế độ báo phần trăm pin nhé, có chế độ báo phần trăm pin. Đấy, hết pin các bác có thể biết là sạc điện lưới các bác nhé. Đó, hàng Kenko dòng này thì các bác chạy cho quạt 22V này, 18V, 17V và 15V cho em nhé. Hàng Kenko có mã vạch đầy đủ cho bác, một dòng Kenko hàng xịn sò, dây sạc đầy đủ cho bác. Bộ Kenko này hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá vô cùng tốt nhé. Trong clip ngắn ngày hôm nay giá vô cùng tốt, chỉ có 1.350.000 đấy, các bác sở hữu cho mình một cái dòng Kenko đấy, Baromax đó, hàng Kenko Baromax các bác nhé. Áo thì hiện tại cái hàng Kenko này sẽ áo đi kèm đấy, áo thì chất liệu của nó chất liệu gió đó, chất liệu cực kỳ xịn sò. Và các bác nhìn này đó, quan sát giúp em này, chất của nó cực kỳ lì và không bay không xù cho bác đó. Hàng này thì cũng có túi cho bác đeo, túi đeo đầy đủ và mũ các bác có thể đeo hoặc là tháo rời nhé, rất chìa xịn sò. Áo đi kèm đầy đủ cho bác đó. Ở đằng sau thì nó sẽ có khung xương để các bác lắp quạt điều hòa đó, khung xương đầy đủ cho bác đó. Một cái bộ dòng Kenko Baromax xịn sò, giá là 1.350.000 các bác nhé, khuyến mại cực sốc 1.350.000 cho hàng Kenko. Tiếp đến xin giới thiệu cho tất cả các bác về cái dòng Sensi. Hàng Sensi là công nghệ Nhật Bản cao cấp đó, hàng Sensi là công nghệ Nhật Bản cao cấp. Quạt sẽ là DC 9 cánh đó, quạt này sẽ là 17V các bác nhé, 17V, pin là 50.000 ampe đấy, công suất cực kỳ lớn đấy, đầu ra chạy cực kỳ khỏe các bác nhé. Với hàng Kenko này là Sensi là Sensi Baromax các bác nhé. Hàng Sensi này thì pin Made in Japan đó, công suất các bác có thể chạy cho pin 17V, 15V, 13V và 11V. Đấy, Max 2A là nó gấp đôi thời gian dung lượng 2 lần. Cũng có chế độ báo phần trăm pin cho bác nhé, báo phần trăm pin. Và có nấc, chế độ nấc quạt báo gió cho bác đó. Và hai đầu vào và đầu ra nhé, để các bác có thể sử dụng được. Hàng Sensi đó, hàng Sensi này một bộ đầy đủ của nó đó. Ở trong thì gọi đồng 100 cho bác đó. Và dây của nó, dây cáp của nó cực kỳ mềm dẻo và dây hàng rất chìa xịn các bác nhé. Đấy, dây này thì các bác sử dụng thoải mái cho em. Đấy, độ bền của dây này cực kỳ cao.
hàng Sensi một bộ đầy đủ, sẽ gồm hai chiếc quạt pin dây nguồn đầy đủ này, giá khuyến mại cho bác là 699.000 đồng các bác nhé. Đấy, 699.000 đồng cho hàng Sensi. Tiếp đến xin giới thiệu cho tất cả các bác về bộ hàng tiếp theo là hàng Taki. Quạt của nó sẽ là quạt 5 cánh nhé, 5 cánh không chổi than. Và hàng này bên em bảo hành cho bác, đấy, bảo hành cho bác là 12 tháng, lỗi một đổi một do nhà sản xuất nhé các bác nhé. Đấy, hàng mẫu mới này, cam kết hàng chuẩn chỉ, đấy, không lo bị chai pin, hỏng pin hay lỗi pin các bác nhé. Với hàng Taki, đấy, quạt sẽ ở trong một tụ đồng, đấy, lõi đồng 100% cho bác. Và ở ngoài thì bao bọc cho bác là lớp nhựa ABS chống nước tốt cho bác nhé. Với hàng Taki, đấy, một bộ của nó sẽ là hai chiếc quạt này, pin, dây nguồn, dây sạc đầy đủ cho bác. Và hàng Taki là hàng này là hàng được xuất khẩu ra các nước đó nhé, nên các bác yên tâm về chất lượng và giá cả của hàng Taki này. Đó, với hàng Taki, đấy, phiên bản của nó là phiên bản tiếng Anh, đó, được xuất khẩu này, xuất khẩu ra các nước châu Âu, đấy, nên chất lượng của nó khá là ok quá nhé. Với hàng Taki, dòng pin là 32.000 ampere, quạt là quạt DC 15V, quạt 5 cánh các bác nhé. Hàng Taki hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá xa chỉ có 650.000, đấy, 650.000 cho bộ hàng Taki. Đó, dung lượng cao, đấy, chạy cực kỳ mát các bác nhé. Rồi, tiếp đến xin giới thiệu cho bác tất cả các bác về cái mẫu quạt hàng Japan. Với hàng Japan là hàng thông dụng. Đó, hàng thông dụng, tại sao lại nói thông dụng? Vì chất lượng hay là giá tiền của nó cũng khá là ok như các bác nhé. Với hàng Japan này thì quạt ở trong sẽ lõi đồng và quạt sẽ 3 cánh không chổi than. Đó, các bác thì nhiều bác rất thích về sử dụng cái quạt 3 cánh này. Vì sao? Tốc độ nó gió ra thì cực kỳ mát và giá hợp lý cho bác. Đó, và quạt này sẽ quạt ở ngoài sẽ là lớp nhựa ABS nhé, chống tĩnh điện, chống nước tốt cho bác. Đó, quạt DC 15V các bác nhé, quạt DC 15V. Và đầy đủ cho bác là hai chiếc quạt pin dây nguồn đầy đủ. Đó, thông số đầy đủ cho bác nhé. Hàng Japan thông số là 40.000 ampere, quạt là DC 15V các bác nhé. Với hàng Japan này hiện một bộ hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá chỉ có 499.000 các bác nhé. 499.000 các bác sở hữu cho mình bộ hàng Japan. Và áo thì hiện tại bên em đang sale khuyến mại cho bác những cái mẫu áo hàng bên cơ sở bên em đặt tại xưởng gia công nhé. Đấy, hàng may xưởng gia công cực kỳ đẹp. Đấy, chất liệu thì chất liệu bằng kaki. Đấy, chất liệu đan chéo, không bay không sụp, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Đấy, các bác có thể quan sát kỹ hơn. Đấy, chất liệu vải hàng kaki, đây là màu tím than, xanh than các bác nhé. Đấy, cực kỳ đẹp và chất vải cực kỳ lì, hai lớp cho bác nhé. Ở trong sẽ lớp lưới, đấy, đầy đủ cho bác. Đấy, đầy đủ các size số S, M, L, XL, 2L, 3L và những bác ngoại cỡ. Đấy, các bác có thể mặc vừa. Đấy, các bác chỉ cần báo cho em chiều cao cân nặng. Đấy, bên em sẽ ship đúng size đúng số cho bác nhé. Đó. Áo thì hiện tại bên em đang đồng giá cho bác. Giá chỉ có 150.000, đấy, 150.000 trong clip chương trình ngắn ngày hôm nay các bác nhé. 150.000 khi bác mua cùng quạt điều hòa, còn bác nào mua lẻ thì bác vui lòng cộng tiền ship giúp em nhé. Vậy bác nào đang quan tâm những cái dòng áo quạt điều hòa, hàng xịn sò, hàng bình dân hay hàng phổ thông, các bác alo trực tiếp về hai số điện thoại bên shop. Thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo bên shop ạ.